Mèo ú review xin chào tất cả các bạn. Sau nhiều ngày rửa tay gác kiếm, nhưng lo sợ khả năng phá hoại sẽ bị lùi trình theo 5 tháng, vì thế, anh Móm cùng hội bạn ăn hại quyết định quay trở lại. Nhiệm vụ ngày hôm nay anh tổ chức cho nhóm bạn là thử thách trốn thoát khỏi nhà tù với bức tường cắt tông dày 100 lớp, với vũ khí khởi động là chiếc kéo bé như để chơi đồ, như đồ chơi. 4 người tham gia bắt đầu hăng máu dùng mọi cách, từ cào cấu, cắt xén, xét nát và vô vàn cách thức mèo cào khác. 10 phút đầu tiên đã trôi qua, tất cả đều đã có thể tạo ra những lỗ hổng đầu tiên. Nếu đạt được một tấm cắt tông khác màu, họ sẽ có cơ hội được đổi sang chiếc kéo to hơn. Mạnh lên cho con nó khỏe anh ơi, mèo ú đang tò mò muốn diện kiến chiếc kéo siêu khủng cuối cùng quá đi mất. Anh béo cực kỳ tự tin rằng tốc độ của mình đang vượt qua những người còn lại, nhưng 30 chưa phải là Tết, khỏe nhất chưa chắc đã là người chiến thắng. Dù rằng đúng là anh lùn đang có tốc độ đáng buồn thật sự, nhìn chiếc lỗ bé tí của anh so với những người còn lại thì ối giời ơi quá đi. Tuy nhiên, anh lùn lại có lợi thế cơ thể bé bỏng, vì thế, chiếc lỗ anh tạo ra cũng không cần quá lớn như những người khác. Sau rất nhiều cố gắng, anh mập là người đầu tiên chạm tới mốc đổi kéo, ngay sau đó, anh đen cũng đuổi theo sát nút, tuy chiếc lỗ hơi bé, nhưng anh đã chạm tới mốc đổi kéo. Anh mập vừa làm, vừa không quên cả khi anh lùn, khi anh xanh lá cũng có được cho mình chiếc kéo to hơn, anh lùn chính thức đẩy xuống cuối cuộc đua. Mặc cho những người khác đang hăng máu tăng tốc, anh lùn vẫn bình tĩnh, cuối cùng anh cũng có được chiếc kéo to hơn, việc của mình là tập trung làm, còn những lời vo ve xung quanh chỉ là gió thoảng mây bay mà thôi. Tuy rằng không hề cam tâm tình nguyện, nhưng anh mập đã có được chiếc kéo thứ hai, ngay sau đó là anh đen và anh xanh lá, anh lùn bí quá, quyết định nhét áo vào tường, giả tạo bức tường màu vàng để đổi kéo. Nhưng anh móm nói éo, mấy trò con bò này thì sao mà có thể qua mắt anh được. Trò vui vẫn tiếp tục, anh mập được rủ vào trò chơi, vòng quay lo lắng, thật bất ngờ khi kết quả của vòng quay là anh có thể phá hoại ai đó trong 5 phút. Và đương nhiên rồi, anh yêu cầu đối thủ đang theo sát anh là đen sẽ dừng lại trong 5 phút, những người còn lại tranh thủ lúc đó để tăng tốc. Ngay khi kết thúc 5 phút, anh đen cũng được thử cảm giác vòng quay, anh sẽ có thể cột tay ai đó trong 5 phút, cái kết thì khỏi nói, sống không trả đũa đời không nề. Anh mập nhận thử thách, tuy rằng vẫn cố gắng dùng tay để cầm kéo, đúng là cao thủ không bằng tranh thủ. Tuy nhiên, trong lúc anh đang chật vật, anh đen đã giành được chiếc kéo tiếp theo. Khi vừa được cởi trói, anh ngay lập tức lao vào, điên cuồng cắt xé bìa cắt tông trước mặt, trong khi vòng quay lo lắng được bế tới chỗ anh lùn. Ông anh được cái lùn nhưng may mắn, vừa quay tay đã có ngay sự trợ giúp đến từ người thân, người mặc áo choàng cực kỳ nỗ lực, với khả năng tay nhanh hơn não, anh ta đẩy nhanh tiến độ. Ngay khi anh mập đổi được kéo, anh lùn cũng thành công chạm tới tấm bìa màu cam, được đổi sang chiếc kéo khủng hơn nhiều. Cuộc đua ngày càng gay cấn, cả 4 người đều đã có được chiếc kéo lớn hơn và liên tục quay tay không ngừng nghỉ, dồn sức như lần đầu tiên bắt sóc bỏ lọ, họ cảm thấy chưa bao giờ phải dùng sức nhiều đến thế. Lần quay vòng lo lắng tiếp theo, anh xanh ra trời lại quay trúng ô tắt điện, anh là người duy nhất có đèn, tăng độ khó cho game hơn hẳn, khiến tốc độ giảm đi đáng kể. Hết thời gian cho trò con bò đó, anh mập vẫn giữ vị trí đầu bảng, khi là người có được chiếc búa siêu to khổng lồ được giấu trong quần anh áo choàng. Tuy mùi có hơi thum thủm, nhưng hiệu quả nó mang lại đúng là tốt hơn hẳn. Anh mõm nói anh mập sao không, thử cắt bìa thay vì đâm chọt như hiện tại. Anh mập khẳng định, khoan sâu vào lỗ là việc mà anh làm giỏi nhất trên đời, cuộc đua đang dần ngã ngũ. Anh lùn bất ngờ vươn lên, là người thứ hai có được kéo khủng, tiếp ngay sau đó là anh đen, anh xanh ra trời là người cuối cùng. Tất cả đều đang sử dụng khả năng khoan càng sâu càng tốt, anh mập đã xuyên qua được bên kia, tuy không cần vượt qua, nhưng anh phải đưa được ngón tay sang bên kia mới được tính là thành công. Đến nước này, thì dù có gắn motor vào đít, thì các anh còn lại cũng không thể đấu lại, và một lần nữa, anh mập đã chứng minh được khả năng khoan lỗ không giới hạn của mình, chúc mừng anh. Ngày hôm sau, người chơi hóa thành zombie sẽ cố gắng đăng nhập vào phía trong xe tải bọc thép, ai là người thành công đầu tiên sẽ giành được chiến thắng và có được 1 triệu đô như thường lệ. Anh lùn xuất trận đầu tiên, anh liên tục dùng chiếc búa như nắm tay, cố gắng tấn công vào phần kính dễ sơi nhất và ngay khi thành công đã có được một gậy bóng chày. Tuy nhiên lúc này, chướng ngại của anh không còn là kính nữa, mà là lớp thép chắc nịch phía ngoài, anh ném từng nào, anh móm phía trong muốn ong đầu từng nấy. Anh lùn thay đổi chiến thuật, chọn đến phần cửa vì cho rằng nó sẽ mỏng hơn so với những nơi khác. 10 phút trôi qua, anh đen đã được phép xuất kích. Anh ta lao ngay đến chỗ anh lùn, mượn tạm cây gậy bóng chày trong tay anh, kèm theo lời hứa, được thì sẽ chia đôi cho cả hai. Kèo này cơ bản cũng thơm, vì anh lùn cảm thấy bản thân đang dần kiệt sức rồi. Anh đen luồn gậy vào phần thép cố định vào cửa, và thật bất ngờ, nó thật sự có hiệu quả. Chỉ một lúc sau, họ đã dỡ được nó ra, tìm được một chai nước và rìu, cùng quả cầu sắt phía trong, cả hai bắt đầu phối hợp, cố gắng tiếp tục tấn công vào chiếc xe kiên cố này. Sau rất nhiều lần quay tay không ngừng nghỉ, đến lúc tưởng như kiệt sức, trong khi anh mập đang liên tục kêu gọi sự giải thoát từ hai người nhưng lại bị từ chối, hai ông anh đã dỡ được một tấm thép tiếp theo. Tuy vậy đường đi vẫn còn dài, họ chuyển hướng sang tấn công ở phần hông chiếc xe, anh đen sau khi gồng đít thít mông chặt lia lịa, đã mở được một cánh cửa. Nhưng thật tiếc khi nó chỉ là một hốc đựng đồ khác, bất lực thật sự, họ quyết định cưa 3 số tiền thưởng để có được sự hỗ trợ của anh mập. Ông anh này thở bằng mông hay sao, mà không thấy anh ta dừng lại để thở, chỉ thấy anh liên tục tấn công hết chỗ này đến chỗ khác không ngừng nghỉ.
Đột nhiên anh dừng lại, cho rằng họ nên thử tấn công ở phần đỉnh xe xem sao. Sau khi quay tay khá mệt, anh hối hận cho rằng họ vẫn nên tìm thêm vũ khí khác. Quả đúng như vậy, họ vừa thu thập thêm được những vũ khí cực chiến, anh móm bắt đầu hơi rén, trong khi phía ngoài vừa có thêm sự gia nhập của anh tóc xanh. Tinh thần chiến đấu dâng cao vùn vụt, họ mở thêm được một kho vũ khí nữa, có thêm đạo cụ cho trò vui ngày hôm nay. Anh tóc xanh thông minh đã phát hiện ra phần cửa sổ yếu ớt và ngay lập tức tấn công vào đó. Họ đã xuyên qua được cả hai ô cửa, nhưng đáng tiếc nó quá bé nên không thể vào trong. Con đường duy nhất chỉ là tấm cửa phía sau mà thôi. Họ bắt đầu thay phiên nhau, chỉ tấn công vào một điểm, anh móm hoảng hốt. Và rồi chuyện gì đến cũng đã đến, đội zombie phía ngoài đã lẻn được vào trong và bớ anh đi. Thành công có được 1 triệu đô chia nhau, cũng thoải mái đưa ghệ đi uống sinh tố lúa mạch rồi nhé. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Mèo Ú. Mèo Ú yêu tất cả các bạn.